Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 20 tháng 2, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố khảo sát thực địa và nghe báo cáo về dự án đầu tư xây dựng cầu nối đường Tam Bạc với đường Thế Lữ, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc và chủ trương đầu tư cầu vượt nút giao qua đường sắt tại đường Cầu Đất và đường Trần Nguyên Hãn. Cảnh báo về việc số lượng bệnh nhân đi nhập viện tăng cao. Xuống cấp nghiêm trọng tại cầu Phao Đăng, nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông cùng một số thông tin khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, chủ trì khảo sát thực địa và nghe báo cáo về dự án đầu tư xây dựng cầu nối đường Tam Bạc với đường Thế Lữ, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc và chủ trương đầu tư cầu vượt nút giao qua đường sắt tại đường Cầu Đất và đường Trần Nguyên Hãn. Cùng dự làm việc có các đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Cây cầu qua sông Tam Bạc là công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường tặng thành phố nhằm mở rộng hành lang giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Theo thiết kế dự tính, cây cầu này rộng 21m, có 9m phần đường xe chạy và 12m hành lang vỉa hè hai bên cầu. Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao và cảm ơn công ty đã ủng hộ thành phố trong quá trình mở mang đô thị. Đồng chí mong muốn công ty tạo điều kiện giúp đỡ thành phố đặt vị trí cây cầu từ đầu đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân nối với đường Trương Dương, quận Hồng Bàng, tạo hành lang giao thông kết nối thẳng tới khu Vinhomes Riverside Bạch Đằng. Đại diện công ty Sơn Trường cam kết sẽ thi công cây cầu trong thời gian ngắn nhất, sớm đưa vào khai thác sử dụng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai xây dựng cầu. Đồng chí Bí thư Thành ủy giao quận Hồng Bàng làm đầu mối về giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho công ty thi công đúng tiến độ. Tới đây, thành phố sẽ phát động mạnh mẽ việc xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp và người dân cùng chung tay góp sức xây dựng thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh. Qua khảo sát ngày hôm nay, qua thực tế, rồi qua báo cáo của tư vấn, rồi qua ý kiến đóng góp của các ông chí, thì chúng ta đi đến thống nhất là như thế này. Cái thứ nhất đấy là cái vị trí, thì chúng ta nghiên cứu cái vị trí thứ hai mà hôm nay chúng ta đi. Thứ nhất là cái đường kết nối với bên khu vực của nhà máy đóng thầu, phải không? Cái phương án thứ hai là chúng ta kết nối sang đường Trương Dương. Tôi cho rằng là đây là một trong những cái vị trí có lẽ là trong số 3 cây cầu chúng ta ưu tiên làm cái cầu này trước. Trong quy hoạch là có 3 khu vực, 3 cây cầu. Đề nghị là tư vấn các ông chí kết hợp số liệu khảo sát cũ rồi kết hợp cái số liệu khảo sát mới để chúng ta đưa ra cái phương án thiết kế cho cây cầu này. Thì đương nhiên như tôi nói các ông chí đấy, cầu dài hơn thì kinh phí sẽ lớn hơn. Thì cái này như đồng chí Tổng Giám đốc cũng đã khẳng định là cũng sẵn sàng, không có băn khoăn gì. Nhưng mà riêng cái tiền làm đường, giải phóng mặt bằng là thành phố chúng ta phải lo. Thế còn tuyến đường còn lại là do thành phố chúng ta phải đứng lên chúng ta làm sao cho nó đẹp đẽ. Thì đấy là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là cái kiến trúc thì cũng đề nghị tư vấn công chí nghiên cứu thêm một cái phương án để sao cho cầu hơi vát cong lên. Để sau này kết hợp với cái trang trí ánh sáng, tức là cái độ thông thuyền hiện nay các ông chí để là song song, có phải không? Thì bây giờ chúng ta hơi cong vòm lên một chút thì có thể là nó sẽ đẹp hơn, nó ra dáng cây cầu hơn. Còn hiện nay chúng ta nhìn như thế thì cũng là một cây cầu nhưng mà nó song song thì nó không được đẹp lắm. Vấn đề cũng trở thành một cái điểm nhấn về mặt kiến trúc, về mặt cảnh quan của thành phố cho nó đẹp đẽ. Ngoài cái việc chúng ta giải quyết vấn đề lưu thông giao thương giữa thượng lý hạ lý với lại bên thành phố này, chúng ta còn tạo ra một cái kiến trúc để cho nó đẹp đẽ khu vực này. Cái thứ ba đấy thì tôi đề nghị là tất cả các ngành chúng ta tập trung cao để làm sao mà công trình khởi công vào đầu tháng 3, trong phạm vi khoảng không quá 3 tuần nữa chúng ta khởi công công trình với cái tinh thần như thế, và hoàn thành là mùng 2 tháng 9 chậm nhất. Thì tôi đề nghị là cái này là một cái công trình mà có thể nói là lần đầu tiên doanh nghiệp đứng ra tặng cho thành phố. Đề nghị là cái cách làm như thế vừa rất hiệu quả, doanh nghiệp hoạt động mà có hiệu quả rồi, ngoài cái việc phát triển kinh tế xã hội chung đóng góp ngân sách
giải quyết việc làm cho nhân dân rồi thì có những cái đóng góp vào công trình thiết thực. Thì tôi đề nghị là trước hết là Hồng Bàng cùng với lại Sở Tài nguyên Môi trường công chí khảo sát toàn bộ cái khu vực này. Chúng ta đã nói rồi, chúng ta phải làm kiên quyết. Cùng với việc thi công cầu qua sông Tam Bạc, việc triển khai dự án cải tạo hai bên bờ sông Tam Bạc cũng được tiến hành để tạo cảnh quan đẹp cho khu vực trung tâm thành phố. Dự kiến sẽ cải tạo hai bên bờ sông, cải tạo mặt đường, vỉa hè đường Tam Bạc. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, việc triển khai dự án này là chủ trương của thành phố nhằm cải tạo chỉnh trang đô thị Hải Phòng, phù hợp với quy hoạch không gian đô thị, quy hoạch chi tiết của từng địa phương. Thành phố giao quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư dự án, triển khai trong thời gian sớm nhất. Cũng trong sáng nay, đồng chí Lê Văn Thành cùng lãnh đạo thành phố và các cơ quan liên quan nghe Sở Giao thông Vận tải và đơn vị tư vấn thuyết trình về dự án đầu tư xây dựng đường hầm qua đường sắt trên tuyến đường cầu đất. Theo đơn vị tư vấn, sau khi nghiên cứu về cầu vượt và hầm chui qua tuyến đường sắt trên đường cầu đất để giữ nguyên hiện trạng tuyến đường cầu đất và không ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc chung quanh, tư vấn đề xuất xây dựng đường hầm từ ngã tư cầu đất Trần Phú dưới đường cầu đất đến cổng sân vận động Lạch Tray. Đường hầm sẽ có hai làn xe dưới độ sâu âm 5m, cửa hầm tại ngã tư Trần Phú và trước cổng sân vận động Lạch Tray trên một chiều đường. Thời gian thi công đường hầm là 18 tháng, chưa kể di chuyển các công trình ngầm, nhà thầu sẽ thi công bằng cách đào hầm, nhồi cọc rồi đặt bê tông đúc sẵn lên mặt. Như vậy, bên trên xe vẫn đi và bên dưới hầm vẫn thi công, không gây ùn tắc giao thông kéo dài. Hệ thống máy bơm sẽ hỗ trợ khắc phục tình trạng lụt lội của tuyến đường trong thời gian thi công. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Văn Thành cho rằng đường cầu đất là trục giao thông quan trọng của thành phố, sau này sẽ nối với cầu Hoàng Văn Thụ, không thể để ùn tắc như hiện nay, nhất là khi ngăn đường phục vụ lưu thông của tàu hỏa. Giải tỏa giao thông trên tuyến đường này là việc cần phải được triển khai, song thành phố cần phải xem xét lại một cách thấu đáo khách quan trước khi đưa ra quyết định làm cầu vượt hay hầm chui. Đồng chí yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, đơn vị tư vấn chuẩn bị thật tốt nội dung, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 3 năm 2017, sau đó triển khai các bước tiếp theo. Liên quan đến việc xây dựng cầu nối đường Tam Bạc với đường Thế Lữ, Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về dự án. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường tư vấn thiết kế, cầu có chiều dài toàn tuyến 128m, chiều dài cầu 58m, chiều rộng cầu 21m, quy mô xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép. Cầu nối đường Tam Bạc, phường Phạm Hồng Thái với đường Thế Lữ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng. Dự án xây dựng cầu nối đường Tam Bạc với đường Thế Lữ nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025. Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng và đơn vị thiết kế dự án tổ chức lấy ý kiến tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan tại hai phường Hạ Lý và Phạm Hồng Thái về các nội dung điều chỉnh quy hoạch vị trí cầu nối đường Tam Bạc với đường Thế Lữ, trong đó lấy ý kiến về quy mô thiết kế, quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật. Những ý kiến cộng đồng sẽ là điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai, phục vụ tốt công tác dân sinh xã hội. Chiều nay, khối thi đua các cơ quan nội chính ký giao ước thi đua năm 2017 với những chỉ tiêu cụ thể góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với chủ đề đoàn kết kỷ cương trách nhiệm hiệu quả, nội dung phong trào thi đua năm 2017 của khối các cơ quan nội chính tập trung vào tham mưu cho thành phố chỉ đạo có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm những khiếu nại tố cáo, không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự. Nội dung thi đua gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khoảng 11 giờ hôm qua 19 tháng 2, tại đường lên Chùa Tháp thuộc địa bàn phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn đã xảy ra vụ cháy rừng. Khu vực bị cháy là thảm thực vật trồng một số cây ăn quả và cây chè của các hộ dân. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy số 5, Cảnh sát Phòng cháy cháy Hải Phòng đã điều 2 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường tiến hành dập lửa. Sau gần 1 giờ, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông đã bị thiệt mạng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân nhi nhập viện tăng cao, trong đó 60% là các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp và các bệnh về tiêu hóa. Theo số liệu thống kê tại khoa khám bệnh Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, mỗi ngày bệnh viện khám và điều trị cho gần 800 bệnh nhân nhi thì hơn 60% là các bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp, trong đó có nhiều ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị. Tại khoa hô hấp Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, mỗi ngày điều trị hơn 100 bệnh nhân trên 68 giường bệnh, nhiều ca bệnh phải nằm ghép đôi giường bệnh. Thời tiết thay đổi thất thường trong những ngày gần đây là nguyên nhân chủ yếu khiến bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp ở trẻ em tăng cao. Đây là cái do thời điểm giao mùa rất là đặc biệt, cho nên là ta phòng bệnh về dinh dưỡng, phòng bệnh về vệ sinh. Nếu mà bệnh chưa nặng thì tất cả các cái tuyến quận huyện hoặc là tuyến xã phường đều có thể đến đó trước và mình kiểm tra tại đó. Sau đó thì quá khả năng thì chuyển lên trên này, như thế là các cháu đỡ phải vượt tuyến. Mà như thế thì bảo hiểm y tế cũng sẽ coi như là thanh toán cho các cháu cũng được rất là nhiều. Đường hô hấp là nơi nhiều virus vi khuẩn dễ dàng xâm nhập khi trẻ hít thở. Đối với trẻ, đường thở ngắn và hẹp nên mầm bệnh dễ lây lan hơn. Đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, bệnh đường hô hấp thường xuyên bị tấn công do hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh nên sức đề kháng và khả năng miễn dịch kém. Biểu hiện của bệnh là trẻ bị sốt trên 38 độ C, chảy mũi, bệnh thường kèm theo ho. Nếu có biến chứng viêm phế quản, ho sẽ trở nên trầm trọng hơn nhiều. Các bác sĩ khuyến cáo, thời điểm này các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, thủy đậu, quai bị ở trẻ em cũng đang gia tăng. Hiện có gần 100 bệnh nhân điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, trong đó gần 30 ca mắc bệnh tay chân miệng và 15 ca thủy đậu. Tin vui đối với người bệnh là bắt đầu từ tháng 3, Viện Y học Hải quân phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai vừa triển khai thí điểm mô hình khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại khu vực khoa khám bệnh Viện Y học Hải quân. Việc triển khai khám chữa bệnh theo yêu cầu có sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai với các chuyên ngành là nội tiết, đái tháo đường, tim mạch, cơ xương, khớp, tiêu hóa, u bướu, hô hấp, thời gian từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Việc triển khai nội dung trên của viện sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh trên nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn thành phố. Thay vì phải đến trực tiếp các văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất, thì giờ đây người dân doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn toàn qua mạng. Đây là quy định mới dự kiến được ban hành và có hiệu lực trong năm nay. Đồng Nai là tỉnh đầu tiên trong cả nước thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai từ năm 2015. Theo đó, người dân chỉ cần lên website của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương, chọn phần đăng ký hồ sơ trực tuyến, điền các thông tin cần thiết. Như vậy, thay vì phải đi lại mang theo hồ sơ giấy tờ, người dân doanh nghiệp chỉ cần làm việc trên máy tính, sử dụng điện thoại chụp ảnh lại hoặc scan văn bản là có thể thực hiện phần lớn các giao dịch. Cuối cùng, mang hồ sơ lên văn phòng đăng ký đất đai. Cuối tháng 11 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Khi nghị định có hiệu lực, các thủ tục hành chính về đất đai tại Việt Nam sẽ thực hiện theo phương thức điện tử, trừ thủ tục về thu hồi đất, giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, nếu người dân vẫn e ngại về giao dịch điện tử hoặc những trường hợp không có điều kiện giao dịch điện tử, thì cơ quan tổ chức cá nhân được quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan nhà nước nếu cơ quan nhà nước đó đồng thời chấp nhận giao dịch theo phương thức truyền thống và phương thức giao dịch điện tử. Lợi ích của việc đăng ký tài khoản Wikipedia và trang web học trực tuyến với iPad sẽ là những thông tin tiếp theo của chương trình. Nếu vào trang web Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia trên mạng Internet, mở tài khoản và đăng ký nhận bản tin, thì vào 8 giờ sáng hàng ngày, Wikipedia sẽ gửi email cho người dùng danh sách các bài viết mới được bổ sung. Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ nhận được thông tin về một số sự kiện kỷ niệm chọn lọc, từ khóa tìm kiếm trong ngày, cùng các trích dẫn hay do trang này cung cấp. Còn mục tiêu của trang web iTunes U là mang lớp học của bạn lên iPad. Với nền tảng ứng dụng do trang này cung cấp, việc tạo ra các bài học thú vị và truyền tải thông tin tới học sinh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây cũng là trang web chia sẻ các bài viết của những trường đại học hàng đầu như Yale, Harvard, giúp sinh viên tiếp cận với những học liệu sinh động như phần mềm giáo dục, sách, video. Trong phần tiếp theo của chương trình là thông tin nguy cơ mất an toàn giao thông tại cầu Phao Đăng. Nhà phố thương mại hút vốn mạnh của thị trường bất động sản năm 2017. Sau vài chục năm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương hai bên bờ sông Hàn, cây cầu Phao Đăng nối liền hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Và cũng chính vì nguy cơ mất an toàn như vậy cho nên là cây cầu này đã được liệt vào danh sách là một trong những cây cầu nguy hiểm hiện nay. Thực trạng như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Đó là thực trạng tại cầu Phào Đăng. Hàng loạt các thanh gỗ ghép trên mặt cầu đã mục ruỗng. Hệ thống phao nổi và các thanh nối bằng sắt hoen gỉ, bong chóc. Các đình ốc do quá lâu ngày đã trồi cả lên mặt cầu như thế này. Sập xệ và cũ nát, không an toàn. Nhưng mỗi ngày, cầu Phào Đăng vẫn oằn mình đưa hàng nghìn người qua sông. Mỗi lần có phương tiện chạy qua, cây cầu lại rung lên bần bật, khiến người tham gia giao thông rất lo ngại. Do lòng cầu hẹp nên chỉ cần một chiếc ô tô đi qua, toàn bộ người đi xe máy, xe đạp phải nép gọn vào hai bên đường mới đủ chỗ. Đấy là vào những ngày con nước bình thường, còn vào những ngày con nước lớn, các khớp nối càng dạo dễ, trồi sụt, mấp mô, khiến phương tiện di chuyển đã khó, càng thêm khó. Khi thấy nó vất vả, nó đi lại nó khó khăn á, thì mình nó gặp cành nó khó đi mà nó phải chờ đợi ô tô. Cầu Phào Đăng bao nhiêu năm nay xuống cấp lắm rồi. Thế là đề nghị thành phố coi là sao, coi là sửa cho cái cầu phao để cho bà con đi lại nó thuận lợi. Cầu Phào Đăng do Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường Thủy liên danh với Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Cường quản lý khai thác. Tuy nhiên, do nắm giữ cổ phần cao hơn nên việc quản lý khai thác nhiều năm nay gần như chỉ do Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Cường thực hiện. Và không hiểu vì lý do gì, số lần duy tu sửa chữa của đơn vị này lại rất hiếm hoi. Không được duy tu thường xuyên, không được bảo dưỡng sửa chữa. Cũng dễ hiểu vì sao cây cầu này lại xuống cấp đến như vậy. Nối hai huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo qua sông Thái Bình, lưu lượng người và phương tiện giao thông đi lại qua tuyến này không hề nhỏ. Theo quan sát của phóng viên, trong khoảng thời gian một tiếng tại đây, có hàng trăm ô tô, trong đó có cả xe trọng tải lớn qua lại, khiến cây cầu rung lắc như muốn nhảy khỏi mặt nước. Việc cây cầu xuống cấp còn ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống thiên tai của chính quyền đôi bờ mỗi khi có bão lũ xảy ra. Xuống cấp nghiêm trọng như vậy rồi đấy, thì cũng đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố đấy, và nhất là các đồng chí lãnh đạo thành phố đấy, cũng cần quan tâm xem xét, xem chỉ đạo để kiểm tra lại cái mức độ mà xuống cấp nghiêm trọng của cầu Phào Đăng. Để chưa xây dựng được cầu cứng đấy, thì cũng nên là đại tu lại cái cầu này để đảm bảo cho cái việc mà lưu thông. Và trong khi chờ đợi các giải pháp được thực thi, chẳng còn cách nào khác. Hàng ngày, người dân đôi bờ vẫn phải liều mình vượt sông như thế này. Thực sự là rất đáng lo ngại, phải không anh Trường Trung? Bản thân tôi thì cũng có vài lần đi qua cầu Phào Đăng và tôi có một cái cảm giác là rất là lo sợ trước cái sự rung lắc của cây cầu này. Vâng, đồng quan điểm với đề xuất của ông Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thiết, thiết nghĩ cơ quan quản lý cần phải triển khai việc sửa chữa nâng cấp cầu Phào Đăng để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này trong chương trình thời sự tiếp theo. Tiếp theo chương trình là những tin vắn đáng chú ý. Một hiệu sách có tên là Thời gian rực rỡ đã trở nên quen thuộc với nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Đài Bắc. Cửa hàng có diện tích chỉ vài chục mét vuông nhưng lại có rất nhiều đầu sách tiếng Việt đủ thể loại. Sách tiếng Việt thậm chí còn nhiều hơn tất cả số sách của các nước Đông Nam Á khác tại cửa hiệu. Người Việt Nam đến đây không phải mất tiền mua sách mà chỉ cần đặt cọc tiền để mượn về đọc. Hiện nay, người dùng Google Maps đã có thể lập danh sách các địa điểm yêu thích ngay trên ứng dụng này. Cách sử dụng rất đơn giản. Bạn mở ứng dụng lên và tìm nơi bất kỳ. Nếu thấy thích thì chạm vào tên địa điểm và chọn lưu để bổ sung vào danh sách có sẵn như nơi muốn đến hay địa điểm yêu thích. Google Maps cũng cho phép chia sẻ danh sách thông qua tin nhắn, email, mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin phổ biến khác.
một trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Kon Tum vừa nhân giống thành công cây kim cương hay còn gọi là lan gấm, lan kim tuyến theo phương pháp nuôi cấy mô. Đây là cây thuốc quý dùng chữa trị các bệnh về huyết áp cao, đau lưng, phong thấp, các bệnh về khí quản. Loại cây này thường mọc trong các rừng rậm nhiệt đới ven dãy trường Sơn Đông, một thời gian dài đã bị khai thác tận diệt. Nhà đăng ký tên miền quốc gia PA Việt Nam cho biết đã hỗ trợ dịch vụ bảo vệ tên miền.vn. Sử dụng dịch vụ này, tên miền sẽ được khóa, gắn với sự khẳng định chủ sở hữu bằng các văn bản xác nhận. Dù đối tượng xấu có mật khẩu email hoặc mật khẩu của tài khoản quản trị, thì cũng không thể thay đổi thông số tên miền, thậm chí không thể chuyển tên miền sang nơi khác để đánh cắp hay thực hiện ý đồ xấu. Ngay sau khi những hình ảnh về hành động rất nhân văn của các chiến sĩ công an xuất hiện trên trang báo điện tử vnexpress.net, bên cạnh một số các ý kiến không ủng hộ thì đa số bạn đọc đã bày tỏ sự cảm kích và cho rằng những việc làm như vậy cần phải được nhân rộng để hình ảnh đẹp người công an nhân dân đẹp hơn trong mắt cộng đồng. Một số ít ý kiến cho rằng đây là một việc tốt, nhưng tôi rất ủng hộ những người khác làm. Còn đối với các chiến sĩ công an, tôi nghĩ các anh chỉ nên góp tiền cho một cơ sở từ thiện và theo dõi họ chặt chẽ. Các anh nên chuyên tâm vào việc săn bắt cướp để bảo vệ an ninh thì hơn. Sức khỏe và thời gian nên để dành làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh. Tuy nhiên, đa số các độc giả lại rất cổ vũ khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ. Món quà tuy nhỏ nhưng đầy lòng nhân ái, ấm áp tình người. Một việc làm thật cao quý. Cảm ơn các anh. Ôi, thì ra là đây. Hôm trước mình nằm viện, mình đã ăn cháo này mỗi buổi sáng, ăn rất là ngon và cảm giác tăng cân nữa. Cảm ơn các anh công an rất nhiều. Chiến sĩ công an Việt Nam thật tuyệt vời, có thêm niềm tin vào cuộc sống. Các đơn vị công an khác cũng nên làm để nhân dân hiểu hơn về các anh. Một việc làm vừa đẹp ý nghĩa và rất nhân văn. Việc làm như vậy không chỉ giúp các bệnh nhân và người nhà của họ bớt được các chi phí, mà còn giúp xóa dần khoảng cách giữa người công an và nhân dân. Cảm ơn công an Thủ Đức. Các anh đã làm một việc rất ý nghĩa và mong rằng các anh tiếp tục làm như vậy và những việc khác nữa. Mở đầu mục dòng chảy thương trường hôm nay là một thông tin vui trong lĩnh vực bất động sản. Với lợi thế tích hợp công năng có thể vừa ở vừa kinh doanh, khả năng sinh lời hấp dẫn, giá cả hợp lý là cơ sở dự báo trong năm nay, nhà phố thương mại tiếp tục trở thành nơi hút vốn mạnh của thị trường. Khu đô thị ven sông Lầy Chay Waterfront City là một trong số các dự án nhà ở lớn tại Hải Phòng với tổng diện tích trên 26 ha, xây dựng khoảng 500 căn nhà thấp tầng gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố thương mại, shop house, nhà ở liên kề và 6 tòa nhà 22 tầng. Với quy hoạch kiến trúc của Singapore tập trung vào không gian xanh thân thiện với môi trường, giá cả phù hợp với người tiêu dùng, nên nhà phố thương mại của Waterfront City luôn hút khách so với các loại hình nhà ở khác. Do vậy mà thời điểm cuối năm 2016, đầu năm 2017, nhà phố thương mại vẫn là phân khúc có sự giao dịch sôi động nhất của dự án. Trong những tháng đầu năm 2017 thì ở dự án tôi thì cái lượng giao dịch gần như là cũng khá là đông và sôi động. Chủ yếu là ở các sản phẩm nhà shop house và nhà liền kề. Vì là nhà shop house ấy thì mục đích sử dụng của nó là vừa kinh doanh vừa ở. Và nếu khách hàng không kinh doanh và không ở thì có thể có nhu cầu đăng ký lại bên giá thì để có thể cho người nước ngoài thuê lại thì với giá cũng rất là hợp lý. Nếu như nhà phố kiểu cũ có nhiều nhược điểm như không được quy hoạch tổng thể, mặt tiền phần lớn chật hẹp, chia tách bạch giữa không gian kinh doanh và không gian sinh sống thì nhà phố thương mại shop house tại các khu đô thị hiện nay đã hoàn toàn khắc phục được những nhược điểm này. Thêm vào đó, các khu nhà phố thương mại thường tọa lạc tại các vị trí mặt tiền đường lớn, giao thông thuận tiện. Các chủ dự án cũng hút khách bằng việc đưa ra giá bán cạnh tranh, chính sách bán hàng hấp dẫn đã đưa mô hình shop house trở thành phân khúc hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện nay. Các chuyên gia cho rằng sự cạnh tranh trong phân khúc nhà phố thương mại là một tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản năm 2017 vì càng cạnh tranh hút khách về phía mình, các chủ đầu tư sẽ càng phải đầu tư vào các tiện ích sống chất lượng cao và khi đó người hưởng lợi không ai khác chính là khách hàng.
Với chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017 là 59.000 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu năm 2016. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cục xác định một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Theo đó, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục thực hiện nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhất là đối với chỉ tiêu giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia. Xác định phải thực hiện tốt cả hai mục tiêu, vừa phục vụ tốt cộng đồng doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Trong năm 2017, Hải quan Hải Phòng tập trung vào việc cụ thể hóa những nội dung công việc về cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Tiếp tục thực hiện đề án mở rộng phối hợp giám sát hải quan theo quy định của Điều 41 Luật Hải quan, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin quản lý hàng gia công, tin học hóa các công đoạn nghiệp vụ trong thực hiện thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở cửa khẩu, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, nâng cao hiệu quả chất lượng hệ thống thông quan tự động VNAC-VSIT, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố. Một khách hàng tại quận Đồng Bằng vừa may mắn trúng giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc trị giá hơn 3 tỷ đồng, mở thưởng ngày 9 tháng 2 vừa qua. Cùng với đa dạng các loại hình xổ số, với việc ra mắt sản phẩm xổ số lô tô mới trong năm 2016 đã tạo điều kiện cho công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng nâng cao hiệu quả kinh doanh trong điều kiện vừa phải cạnh tranh với loại hình lô đề trái phép, vừa cạnh tranh với loại hình xổ số Vietlot. Theo kế hoạch, năm nay công ty nộp ngân sách thành phố 25 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2016, góp phần tăng thu ngân sách cho thành phố. Với sự nỗ lực không ngừng từ đầu năm đến nay, công ty LS Vina, liên doanh Việt Nam-Hàn Quốc đã duy trì tốt sản xuất kinh doanh, luôn giữ vị thế là thương hiệu hàng đầu về sản xuất cáp điện trong nước và thế giới. Các sản phẩm chính do công ty sản xuất gồm dây dẫn cáp hạ thế điện áp đến 1 kV, trung thế điện áp đến 40,5 kV, cáp ngầm cao thế điện áp đến 230 kV, dây điện dân dụng, các loại dây nhôm trần, đồng trần, cáp chịu dòng tải cao, dây chống sét có sợi quang. Công ty còn cung cấp các sản phẩm của tập đoàn như cáp siêu nhiệt dòng tải cao, cáp tàu biển, cáp ngầm dưới biển, cáp mạng, thanh dẫn, phụ kiện cáp trung thế, cao thế, hệ thống cáp truyền tải điện năng trên không có khoảng cách xa. Với các chuyên gia đầu ngành đến từ tập đoàn LS Hàn Quốc, cùng với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm của Việt Nam, LS Vina đã cho ra đời những sản phẩm dây và cáp điện chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định của Việt Nam và thế giới. Năm 2017, LS Vina phấn đấu đạt sản lượng hơn 50.000 tấn, vượt 5.000 tấn so với năm trước, doanh thu 6.500 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với năm 2016, nộp ngân sách nhà nước khoảng 430 tỷ đồng. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết của thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng gần sáng có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía bắc thành phố gần sáng có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Phía nam thành phố gần sáng có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Tin thế giới, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết kim ngạch xuất khẩu nông sản của nước này trong năm 2016 đã tăng cao kỷ lục. Có được kết quả này là do xuất khẩu thực phẩm chế biến như rượu sake, xì dầu, thịt bò, rau và trái cây của Nhật Bản ở nước ngoài tăng cao. Tuy nhiên, so với năm 2015, tỷ lệ này vẫn ở mức thấp. Theo thống kê, xuất khẩu thực phẩm bao gồm cả nông sản và thủy sản của Nhật Bản năm 2016 đạt khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ, cao kỷ lục trong 4 năm liên tiếp. Giới chức chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2019 sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu thực phẩm hàng năm lên 1.000 tỷ yên, tương đương với khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ. Mì sợi và sô-cô-la là những món ăn phổ biến được nhiều người yêu thích, nhưng sự kết hợp giữa hai món ăn trên sẽ mang lại hương vị ra sao? Một nhà hàng tại trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản vừa giới thiệu một món mì sợi mới. Sợi mì sau khi được luộc chín bày trên đĩa với thịt lợn và hành hoa, cuối cùng sẽ được rắc một lớp sô-cô-la vụn lên bên trên. Sô-cô-la sau khi tan chảy quyện với sợi mì dai và nước thịt đặc tạo thành một hương vị đặc biệt. Mặc dù giá một bát mì sô-cô-la đắt hơn bình thường, nhưng vẫn được các thực khách yêu thích.
Ông chủ cửa hàng mì cho biết, ý tưởng về món mì sô-cô-la xuất phát từ quan niệm, muốn thu hút sự chú ý của thực khách, cần tạo ra những món ăn độc đáo vượt ngoài những tiêu chuẩn thông thường. Một nhà phát minh nghiệp dư người Belarus vừa tạo ra một chiếc đàn phong cầm làm từ giấy và bìa. Mặc dù được làm từ giấy, nhưng cấu tạo của chiếc đàn phong cầm vẫn bao gồm đầy đủ các bộ phận. Mỗi chi tiết được chế tác rất tỉ mỉ và tinh xảo. Âm thanh phát ra từ chiếc đàn cũng rất sống động như những chiếc phong cầm tiêu chuẩn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.